Chỉ còn 4 ngày nữa, triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ chính thức diễn ra. Bên cạnh việc chờ đón để tận mắt chiêm ngưỡng những loại vũ khí, trang bị, phương tiện chiến đấu hiện đại, thì sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước cũng dành cho các màn trình diễn tại lễ khai mạc. Trong đó có màn trình diễn hội tụ tinh hoa võ thuật chiến đấu của hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trong binh chủng đặc công. Hào hùng với những khả năng như vượt mọi giới hạn của đội quân đặc biệt tinh nhuệ là những gì mà chúng ta có thể mong chờ tại lễ khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 vào sáng mùng 8 tháng 12. Tiếng trống trận hùng tráng rộn rã. Đây sẽ là âm thanh hiệu triệu khởi đầu cho màn trình diễn của bộ đội đặc công tại Vietnam Defense 2022. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tiếng trống luôn gắn liền với những chiến công hiển hách. Chính vì vậy, mở đầu bằng tiếng trống trong sự kiện trọng đại này chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, thể hiện nét độc đáo, bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Xuất phát từ cái truyền thống của cha ông ta từ xưa đến nay, khi mỗi kỳ mà xuất trận đấy thì đều phải có tiếng trống vang lên. Mọi cán bộ chiến sĩ khi nghe tiếng trống là đều có một cái khí thế rất hào hứng khi xung trận, khích lệ cái tinh thần của người chiến sĩ khi ra chiến trận là với cái ý nghĩa là quyết chiến quyết thắng. Bên cạnh màn trống trận là các phần trình diễn khác như đồng diễn võ thuật, võ tổng hợp, võ chiến đấu đặc công, võ cổ truyền, biểu diễn võ đối kháng với thời lượng dự kiến 15 phút. Tuy nhiên, để có được 15 phút trình diễn thành công, ấn tượng tại buổi khai mạc là kết quả của sự khổ luyện nghiêm túc vất vả, vượt qua mọi khó khăn của hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ ngày đêm miệt mài trên thao trường. Đặc biệt của cái võ đồng diễn, khi tham gia trình diễn, đầu tiên đấy là anh phải gióng được thẳng, được hàng ngang, hàng chéo. Cái hai thực hiện động tác là 1.000 người như một. Khác với huấn luyện võ trên đoàn công là khi chúng ta vừa hô, vừa đánh hoặc là theo hiệp đồng đánh. Nhưng ở đây trình diễn khác là phải theo được phách nhạc và phách trống. Như vậy thì là quá trình khó khăn của bộ đội ấy. Có những đồng chí thì cảm nhạc rất nhanh và có những đồng chí cảm nhạc thì là rất chậm. Nhưng mà để mà được hòa chung được động tác đồng đều là rất khó. Nếu như một đồng chí nào mà lệch phách nhạc một cái sẽ dẫn đến cả đội hình bị đồng là sai đi theo. Vượt qua mọi khó khăn thử thách với tinh thần ý chí quyết tâm cao độ, những người lính đặc công đã và đang tích cực luyện tập ngày đêm nhằm mục tiêu đem đến buổi triển lãm những màn trình diễn ấn tượng nhất, góp phần truyền tải thông điệp về một Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đất nước yêu chuộng hòa bình và hình ảnh về đội quân đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Bản thân tôi cũng như các đồng đội luôn luôn giữ một cái tâm thế là phải cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm để có những cái màn trình diễn thật đặc sắc nhất. Ngay cả bản thân tôi cũng như các đồng chí thì hiện tại đang rất là phấn khởi để được tham gia triển lãm phòng, có thể mang đến những cái tiết mục thật là mãn nhãn và ấn tượng cho khán giả và bạn bè quốc tế xem, qua đó thể hiện được sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội đặc công.